Chúng tôi xin giới thiệu bộ xét nghiệm tinh trùng tại nhà cho máy tính và smartphone Yo Sperm Test. Xét nghiệm tinh trùng với Yo sẽ đảm bảo tính riêng tư, dễ dàng sử dụng tại nhà và có độ chính xác tới 97% so với kiểm tra tại bệnh viện. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ có kết quả kiểm tra về mật độ tinh trùng được xếp hạng chất lượng và bạn sẽ được xem trực tiếp tinh trùng qua video. Vậy Yo hoạt động như thế nào? Đầu tiên, bạn cần tải app Yo, sau đó kết nối Yo với cổng USB và Yo sẽ kết nối với thiết bị thông minh của bạn qua Wi-Fi của Yo. Tiếp theo là lấy mẫu tinh dịch vào cốc và làm theo hướng dẫn trên app. Đưa làm xét nghiệm vào Yo và bắt đầu test. Đợi 2 phút để có kết quả về chất lượng tinh trùng của bạn. Yo cho bạn xem trực tiếp sự chuyển động của tinh trùng và xếp hạng chất lượng so với những mẫu khác. Lịch sử test được lưu lại và bạn có thể làm chủ sức khỏe sinh sản của mình. Bộ thiết bị xét nghiệm Yo tại nhà nhanh chóng, chính xác, thuận tiện và riêng tư.